vị, trước diễn biến phức tạp của biến thể Delta với tốc độ lây lan nhanh, ngành y tế Đà Nẵng đang tăng tốc tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng để phấn đấu sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Sáng nay, quận Thanh Khê tổ chức tiêm chủng cho gần 2.400 đối tượng là người già trên 80 tuổi có bệnh nền tại cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho buổi tiêm chủng chưa chu đáo và không đảm bảo giãn cách xã hội. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. 9 giờ sáng, lượng người còn tập trung rất đông trên tiền sảnh tầng 2 cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng. Trong đó hầu hết là người cao tuổi phải đứng chen chúc để chờ đến lượt. Để lên được tầng 2 này, các cụ lớn tuổi phải mò mẫm lên gần 50 bậc thang. Bà Huỳnh Thị Minh, 85 tuổi, phường Chính Gián, bị liệt hai chân, không đi được, phải nhờ người thân đưa xe lăn lên tầng 2 từ 7 giờ 30 phút sáng. Nhưng hơn 9 giờ vẫn chưa đến lượt. Thì tôi hy vọng giáp sớm để về, chứ bởi vì tôi bị hai cái chân đau, mà bị mát các giấc mơ, rồi cũng bị rối loạn triều đình nữa, tôi nghi bệnh. Tôi cũng mong muốn rằng hãy giúp đỡ cho tôi chết sớm cái gì chút. Nên tôi mệt. Sáng nay tôi nhận được cái giấy mời đi tiêm chủng vaccine COVID-19, nhưng mà tới đây quá đông và quá náo, thấy những người già họ đứng với cái sức nắng này, họ chịu không nổi, họ chết trước khi họ chết kết thúc. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đợt tiêm chủng này quận Thanh Khê đã triển khai phát giấy mời tiêm vaccine cho gần 2.400 người trên 80 tuổi có bệnh nền tại cung thể thao Tiên Sơn trong 2 ngày, ngày 14 và ngày 15 tháng 8. Nhưng do ban tổ chức không phân chia ngày giờ cụ thể nên đã xảy ra ùn ứ, không đảm bảo giãn cách xã hội. Mà tôi đến đây là 7 giờ, nhưng mà người đã là đông đông khít luôn. Đó, cho nên là tôi sợ là lây lan nên tôi không dám vào, tôi phải đứng ở ngoài. Mà nhiều người là đi xe lăn, rồi là già, nhưng mà là đi lên trên lầu thế này là bất hợp lý. Cho nên công tác chuẩn bị của cái lãnh đạo của ngành y tế là như vậy là không khoa học, không khoa học. Đáng lẽ ra là anh phải phân bổ ra, đi theo từng tổ, từng khu vực, từng phường và các thời gian để cho người ta họ là không có trở ngại. Lý giải về vấn đề này, lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Thanh Khê cho biết, do đối tượng được tiêm chủng là người trên 80 tuổi, mắc bệnh nền, đi lại khó khăn nên phải có người già theo cùng. Vì vậy, ban tổ chức chưa lường trước được sự tăng đột biến và sự đi lại bất tiện của các cụ cao niên. Sáng ngày hôm nay thì Trung tâm Y tế Thanh Khê tiêm cho các cụ. Thì đa số các cụ là đối tượng là trên 80 tuổi và các cụ có bệnh nền. Vì các cụ lớn tuổi đi lại khó khăn nên kèm thêm một người nhà, như vậy thì cái số lượng sẽ gấp đôi. Thứ hai là tâm lý của các cụ thì các cụ lo lắng. Chúng tôi chia các khung giờ nhưng mà các cụ đã tới rất sớm và tới cùng một lúc. Thành thử là sẽ gây khó khăn cho chúng tôi trong cái việc đón tiếp. Tuy nhiên thì để an toàn cho các cụ thì mình đã xây dựng một cái đơn nguyên cấp cứu tại chỗ và với đầy đủ trang thiết bị và với sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong khâu cấp cứu để đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối cho các cụ.